Thưa quý vị, gắn liền với đời sống sản xuất của người dân, an ninh lương thực và cung cầu của thị trường, có thể nói nông nghiệp Đà Nẵng là một trong những ngành bị tổn thương nhiều nhất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài trong suốt 2 năm qua. Cuối năm 2021, với việc thành phố từng bước chuyển sang trạng thái mới, là cơ hội và điều kiện để ngành nông nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, hồi phục và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới. Điểm sáng nhất của ngành nông nghiệp Đà Nẵng trong năm qua đó là nỗ lực nâng cao hiệu suất và chất lượng gieo trồng lúa. Mặc dù chứng kiến sự giảm đi đáng kể trong diện tích sạ mỗi vụ, nhưng năng suất lúa vẫn được duy trì cao trong khoảng thời gian dài chống chọi với dịch COVID-19. Cùng với đó, với sự quyết tâm của các địa phương, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục mở rộng thêm các vùng lúa hữu cơ, từng bước áp dụng thêm nhiều phương pháp canh tác hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh, mạ cấy. Mặc dù diện tích lúa ngày càng giảm dành cho đô thị, nhưng mà năng suất lúa tăng. Đặc biệt năm 2019-2020-2021, cả đông xuân hè thu đạt trên 65, thậm chí đạt tới trung bình năm nay thì tới 67 tạ hecta. Cái cốt lõi của cái ngành nông nghiệp trên sản xuất lúa thì chúng ta chủ động được, gần như chúng ta sử dụng giống trung ngày, giống ngắn ngày. Chúng ta bố trí theo dõi diễn biến thời tiết, chúng ta bố trí cơ bản đúng. Giai đoạn khó khăn nhất là khi thành phố áp dụng quyết liệt chủ trương ai ở đâu thì ở đó. Hầu hết các hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp bị ngưng trệ. Các chương trình về phát triển rừng trồng, nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học hay phát triển giống thường niên đều phải tạm dừng trong nỗ lực cùng thành phố ngăn chặn đại dịch. Đặc biệt, khi Âu Thuyền Thọ Quang, cảng cá lớn nhất khu vực miền Trung phải ngừng hoạt động trong suốt 3 tháng vì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, đã khiến tổng lượng khai thác thủy sản thành phố bị giảm tới 50% so với các năm trước. Phần lớn các tàu cá ngư dân đều phải nằm bờ. Thu nhập các vụ cá trước không đủ bù cho chi phí bảo dưỡng tàu thuyền. Dịch với Đà Nẵng mình thì đợt 2 này thì kéo dài là 3 tháng. Hiện tại chỉ là 3 tháng. Mà hết dịch thì lại gió mùa Đông Bắc, hiện tại chỉ là gió mùa Đông Bắc và bão lụt. Thì ngư dân thì chẳng làm được gì, chịu yếu ngồi ở nhà thôi. Trước tình hình đó, ngay sau khi thành phố chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngành nông nghiệp đã mở cửa lại Âu Thuyền theo từng giai đoạn, căn cứ vào mức độ dịch, đồng thời có nhiều chủ trương để hỗ trợ ngư dân quay trở lại vươn khơi bám biển. Cũng phải nói, khoảng thời gian dài ứng phó với dịch đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của ngư dân về sản xuất an toàn và hiệu quả. Qua là cái đợt tạm dừng hoạt động, thì cũng như qua cái đợt mà tập trung cao độ cho cái công tác ngăn ngừa phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn, thì nhận thức cái trách nhiệm của bà con ngư dân, của các hộ tiểu thương thì cũng đã có sự chuyển biến rất là tốt. Nhờ vậy mà ngay sau khi mà đưa cảng cá hoạt động trở lại từ ngày 30 tháng 9 đến nay, thì bản thân từng bà con tiểu thương ngư dân thì cũng đã rút được ra những cái bài học, cái kinh nghiệm quý báu cho cái công tác phòng chống dịch, cũng như cho cái củng cố lại cái hoạt động buôn bán giao dịch của mình tại địa bàn, tại khu vực cảng cá Thọ Quang. Cùng với đó, trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp Đà Nẵng chủ động xây dựng kịch bản phát triển phù hợp với chủ trương thích ứng chung của thành phố, vừa kiểm soát hiệu quả dịch nhưng đồng thời tạo điều kiện để người dân, các doanh nghiệp, đơn vị nông nghiệp chuyển đổi trong khâu sản xuất, cung ứng nông lâm thủy sản, phấn đấu giá trị gia tăng của ngành đạt 2-3% trong năm 2022. Đà Nẵng thì có hai cái hướng. Một là xây dựng những cái khu, những cái vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là làm cái gọi cái nền tảng để chuyển hóa cho các hộ, những điều kiện, những cái hợp tác xã để chuyển hóa những công nghệ để chuyển giao. Đến bây giờ có 3 cái doanh nghiệp người ta ứng dụng công nghệ cao, từ đó họ lan tỏa. Cái thứ hai quan trọng nhất nghĩa là xây dựng những vùng sản xuất an toàn thực phẩm, và cái nữa thì tiếp tục từ sản xuất của nông nghiệp của Đà Nẵng ấy, là phải trên cái quy chuẩn tiêu chuẩn, từ những quy chuẩn tiêu chuẩn của Trung ương rồi những cái tổ chức quốc tế người ta làm, thì đến bây giờ là tiếp tục là nâng nó lên. Không thể phủ nhận, những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành nông nghiệp nói riêng và bộ mặt kinh tế xã hội của thành phố nói chung.
Tuy nhiên, trong bức tranh sẫm màu đó, vẫn có nhiều điểm sáng và sẽ là cơ hội giúp nông nghiệp Đà Nẵng không chỉ phục hồi mà còn vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn. Nếu tận dụng tốt những lợi thế, tiềm năng về thị trường, con người và nhất là các chính sách, chủ trương của Trung ương, các bộ ngành và của thành phố.